Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đạo hàm cục này đi. Đạo hàm cục x mũ 3 là 3x bình phương. Đạo hàm cục x bình phương là 2x, số 4 nhân 2 là số 8. Còn chữ x là số 1, chúng ta có 3m. Số 2 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Sau đó chúng ta cho y phẩy bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Bây giờ để nói là không có điểm cực tiểu thì trường hợp đầu tiên đó chính là delta nhỏ hơn 0. Khi delta nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ không có cực trị. Thì chúng ta sẽ có b bình phương là cái cục này. Trừ 4 lần AC. A là 3M, C là 3M. Mình gộp lại thành 9M bình phương nha. Sau đó mình nhân vô và rút gọn lại cái cục này. Như vậy chúng ta giải cái phương trình này thì chúng ta sẽ có như thế này. Thì bây giờ ngồi đếm trong cái khoảng này thì chúng ta sẽ có m bằng 1, 2, 3. Trường hợp tiếp theo delta bằng 0. Khi delta bằng 0 thì chúng ta có một nghiệm kép. Mà nếu là một nghiệm kép thì nó sẽ đi như thế này. Hoặc là đi như thế này. Và vị trí này không phải là cực trị nha, tại vì nó không có độ dấu. Cái này là nghịch biến nè, chỗ này đồng biến. Tại vì hai bên nó không có độ dấu cho nên vị trí này không phải là cực trị. Thì chúng ta chỉ có m bằng 4 thôi, tại vì sao? Để nó là các số nguyên. Trường hợp thứ ba đó chính là khi chúng ta có m bằng 0. Khi chúng ta thấy số 0 này vào, thì chúng ta sẽ có phương trình y sẽ bằng trừ 4x bình phương cộng cho 2. Mà chúng ta nhìn kỹ vào đây chính là một hình parabol. Thì chúng ta vẽ hình ra. Hệ số đây số âm thì nó sẽ có hình như thế này. Thì chúng ta thấy rõ vị trí này là vị trí cực đại chứ không phải là vị trí cực tiểu. Cho nên cái này chúng ta cũng tính luôn. Như vậy chúng ta có 0, 1, 2, 3, 4. 5 giá trị. Và đây chính là cách giải. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.